Ngày 17 tháng 10, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ký quyết định truy thăng quân hàm từ đại tá lên thiếu tướng đối với ông Nguyễn Hữu Hùng, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng là một trong 13 liệt sĩ hy sinh tại trạm quản lý bảo vệ rừng tiểu khu 67 khi trên đường vào cứu hộ sạt lở đất tại thủy điện Giò Trang 3 thuộc xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trước đó khoảng 12 giờ ngày 12 tháng 10, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế nhận được tin báo của người dân về sự cố sạt lở tại nhà máy thủy điện Giò Trang 3. Ngay từ chiều cùng ngày, đoàn công tác 21 người của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 vào Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đi kiểm tra, khảo sát để xác minh, kiểm tra thông tin và có phương án cứu hộ cứu nạn kịp thời. Tối ngày 12 tháng 10 trên đường di chuyển đến hiện trường, đoàn tạm nghỉ tại trạm quản lý bảo vệ rừng 67. Vào lúc 0 giờ ngày 13 tháng 10, quả đồi gần đó sạt lở, vùi lấp khu vực đoàn đang tạm nghỉ. 8 người may mắn thoát ra khỏi khu vực sạt lở, 13 người mất tích. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, hai vụ sạt lở liên tiếp xảy ra khiến tổng cộng 30 người mất tích, trong đó có 17 công nhân tại nhà máy thủy điện Giờ Trăng 3 và 13 người trong đoàn đi cứu hộ cứu nạn. Tối ngày 15 tháng 10, toàn bộ thi thể 13 cán bộ chiến sĩ mất tích trong đoàn của quân khu 4 và tỉnh Thừa Thiên Huế được lực lượng chức năng tìm thấy. Sau đó, thi thể của 13 liệt sĩ được đưa về nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 268 ở thành phố Huế để khâm liệm, sau đó làm lễ truy điệu chung vào ngày 18 tháng 10.